Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Nó không quá thì những tướng đi rừng chống chịu đang thống trị meta của tiền mùa giải 2021. Không chỉ bởi chúng có những món đồ thần thoại mạnh, kể cả item đi rừng cũng ủng hộ lớp nhân vật này. Cụ thể, dao găm băng giá và dao găm nham thạch có tính năng gây thêm sát thương của một lần đốt nội tại đối với đòn đánh cơ bản. Điều này khiến cho những tướng có khả năng dọn rừng tốt nhờ kỹ năng diện rộng có thể gây tới 2 lần sát thương đốt với mỗi lần đánh giữa các lần kích hoạt kỹ năng. Vì vậy mà tốc độ ăn rừng của những tướng như Amumu hay Hecarim trở nên nhanh hơn một cách khủng khiếp. Tính năng này cũng khiến cho các tướng đi rừng có khả năng gia tăng một lượng tốc độ đánh lớn, dọn rừng cực kỳ nhanh vì chúng kích hoạt được sát thương đốt liên tục. Trong khi đó, với những nhân vật duy trì tốc độ đánh trong thời gian dài như Lee Sin, Yavan đệ tứ, Vi lại cực kỳ thiệt thòi vì không thể kích hoạt sát thương đốt quá nhiều như hai lớp tướng kể trên. Tuy nhiên ở bản 10.25, Riot Games đã loại bỏ tính năng kích hoạt thêm một lần sát thương đốt của những item khởi đầu cho vị tướng đi rừng. Điều này đã khiến cho các tướng đi rừng dựa vào kỹ năng diện rộng hay tốc độ đánh lớn sẽ không còn quá nhiều lợi thế nữa. Chúng phải tốn nhiều thời gian hơn cho việc dọn những bãi quái nhằm bù lại sát thương đốt bị mất đi. Nó dẫn tới tình trạng những nhân vật này phải bán máu để farm được rừng ở đầu trận và không còn được quá an toàn như trước. Tuy nhiên, có item khiên thái dương vẫn không bị động tới ở phiên bản 10.25. Do đó thay đổi trên chỉ khiến tướng chống chịu yếu hơn ở đầu trận mà thôi. Khi hoàn thành được một món đồ lớn thì chúng vẫn rất mạnh. Vì vậy game thủ buộc phải cướp rừng thường xuyên hơn ở đầu trận nếu muốn giành chiến thắng. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá top 5 tướng đi rừng nha. Cà phê liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình Mai Tài Official để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Thứ nhất, Nunu và Willem, cậu bé và người tuyết. Nunu là một vị tướng rất đặc thù bởi khi thi đấu tốt và đoán được ý định của rừng đối phương thì Nunu gần như là tướng đi rừng mạnh nhất. Ưu điểm của Nunu có thể kể đến mai cũng không hết. Chẳng hạn như khả năng ăn rừng không tốn máu, cướp rừng vô địch, kiểm soát mục tiêu mạnh nhất liên minh huyền thoại, độ cơ động cực cao với nội tại, khả năng làm chậm liên tục với pháo tuyết, sức chống chịu mạnh và máu cực kỳ nhiều. Về cuối trận bạn thấy một Nunu chấp hết tất cả là chuyện bình thường. Về bảng ngọc bổ trợ, ở nhánh chính pháp thuật, các bạn hãy lựa chọn tăng tốc pha để giúp những cuộc săn của Nunu diễn ra hiệu quả hơn với 75% kháng hiệu ứng làm chậm và lượng tốc độ di chuyển được gia tăng rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó, về áo choàng mây, mau lẹ và thủy thượng phiêu cũng là những ô ngọc giúp cho Nunu chạy nhanh hơn. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác, đắc thắng sẽ hồi lại cho vị tướng này 12% lượng máu đã mất sau khi tham gia hạ cục con mồi. Trong khi đó thì huyền thoại tốc độ đánh sẽ phần nào giúp Nunu gây sát thương từ những đòn đánh tay tốt hơn. Về mặt trang bị, Nunu với khiên thái dương và giáp liệt sĩ sẽ trở thành con quái vật mà không ai muốn đối đầu. Giáp gai sẽ cung cấp cho Nunu khả năng phản sát thương. Với trang bị trên, Nunu sẽ trở thành tanker bất tử với bộ chiêu thức khống chế diện rộng. Bên cạnh việc bổ sung thêm các chỉ số phòng ngự thì lượng sát thương phép cũng được gia tăng khá đáng kể. Từ đó thì Nunu có thể trở thành một con bài chiến lược trong giao tranh. Một chút lưu ý sau cùng đó là khi đi gank với Nunu, các bạn hãy cố gắng bẻ lái ra cho chúng W. Khi đã hất tung hoặc tiếp cận được mục tiêu thì liên tục làm chậm và chói chân bằng E, gây sát thương với Q. Cuối cùng khi đã có cho mình trang bị chống chịu, tên người tuyết này hoàn toàn có thể mở giao tranh với W, lao thẳng vào team địch rồi đứng niệm chiều cuối. Rất khó để Nunu bị kết liễu trong nháy mắt. Thứ hai, sát thủ hư không, Kha'Zix. Đối với những người chơi nào yêu thích lối chơi rình rập và ám sát con mồi một cách nhanh chóng thì Kha'Zix luôn là một sự lựa chọn hấp dẫn. Mặc dù khả năng farm rừng của con bọ ngựa này không phải là tốt nhất, sau một khi Kha'Zix có được những trang bị cần thiết cũng như chiêu cuối của mình, hắn sẽ trở thành một sát thủ thực sự, thậm chí là một con quái vật trong giao tranh tổng. Thật vậy, với lượng sát thương gây ra vô cùng khủng khiếp, nhất là những mục tiêu đơn lẻ thì Kha'Zix chính là nỗi khiếp sợ với kẻ thù. Bên cạnh đó, meta sát thủ cũng là một trong những nguyên nhân giúp Kha'Zix trở lại một cách mạnh mẽ ở chế độ xếp hạng đơn. Về bảng ngọc bổ trợ, nhiều game thủ đã lựa chọn chinh phục ở nhánh chính chuẩn xác, bởi lẽ nó giúp cho Kha'Zix hồi phục tốt hơn, từ đó co quay và gây rối loạn đội hình địch trong giao tranh. Kế đến lần lượt đắc thắng, huyền thoại kháng hiệu ứng và đốn hạ sẽ là những công cụ hiệu quả để Kha'Zix tự tin lao vào và tiêu diệt con mồi, dù là trâu bò nhất đi chẳng nữa. Chuyển sang nhánh phụ áp đảo thì tác động bất chợt sẽ bổ sung thêm một chút sát lực và xuyên khắc phép.
trong khi thợ săn tham lam sẽ cung cấp chỉ số hút máu toàn phần, từ đó gia tăng khả năng hồi phục ở những trường hợp đi ganh cụ thể. Về mặt trang bị, giá kiếm Trakta và kiếm Mayumu sẽ là những thứ gia tăng sát lực dành cho Khazik. Đồng thời nhờ lượng tốc độ di chuyển và điểm hồi kỹ năng khá đáng kể thì con bọ ngựa này có thể thực hiện những cuộc đi săn đầy bất ngờ. Trong khi đó áo choàng bóng tối với một lớp khiên sẽ giúp Khazik tự tin la vả hơn. Nhìn chung thì Khazik mặc dù đang rất mạnh mẽ, tuy nhiên hắn ta cũng rất dễ trở thành phế vật nếu không biết cách chơi. Chính vì vậy các bạn hãy tập luyện chăm chỉ và khuấy đảo khu rừng với những pha bắt lẻ thần thánh nha. Thứ ba, kẻ ngoài vòng pháp luật, Grave. Grave là vị tướng rất mạnh và phổ biến trong meta mùa giải vừa qua. Sang đến tiền mùa giải 2021, vị tướng đi rừng này vẫn giữ được vị thế hàng đầu. Giống với Amumu, Grave hiện tại mạnh mẽ nhờ hưởng lợi từ các trang bị thần thoại mới ra mắt. Thậm chí Grave có thể linh hoạt lựa chọn giữa 3 món đồ, Nguyệt Đao, Dạ Kiếm và Chùy Hấp Huyết, tùy theo từng trận đấu. Bên cạnh đó, điểm mạnh nhất của Grave vẫn là tốc độ dọn rừng nhanh và chất tướng xạ thủ tăng tiến mạnh theo thời gian rất tốt. Dù vậy, chỉ có một hiệu ứng khống chế từ chiêu W đôi khi làm hạn chế khả năng đi gank sớm từ Grave. Về bảng ngọc bổ trợ, ở nhánh chính pháp thuật, các bạn hãy lựa chọn điểm ngọc tăng tốc pha nhằm giúp cho Grave có thêm từ 25-40% tốc độ di chuyển cùng 75% kháng làm chậm. Tiếp theo là áo choàng mây, bổ sung tốc độ di chuyển và đặc biệt có thể đi xuyên vật thể. Trong khi đó, tập trung tuyệt đối cung cấp thêm sát thương mỗi khi Grave có trên 70% máu, và thủy thượng phiêu sẽ gia tăng cho vị tướng này một chút sát thương và tốc độ chạy khi đi dưới sông. Chuyển sang nhánh phụ chuẩn xác với ô ngọc đắc thắng, giúp cho Grave hồi lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục kẻ địch. Trong khi với huyền thoại tốc độ đánh thì vị tướng này sẽ gây sát thương bằng những đòn bắn tay tốt hơn. Về mặt trang bị, như đã nói thì có nhiều cách xây dựng trang bị dành cho Grave. Tuy nhiên ở thời điểm này, phong cách sát lực đang được sử dụng rộng rãi. Trong đó Nguyệt Đao với khả năng công thủ toàn diện sẽ giúp Grave gây ra lượng sát thương rất lớn, cũng như có được một lớp lá chắn ở giai đoạn đầu. Ngoài ra với nội tại thần thoại, cộng thêm 4% xuyên giáp cho các trang bị huyền thoại khác thì Grave sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm giữa trận. Tiếp theo, các bạn chỉ việc đóng thẳng các món sát lực quen thuộc như kiếm Mayumu, áo choàng bóng tối là Grave đã sẵn sàng bắn nát bất cứ vật cản nào trên đường đi đến chiến thắng. Tóm lại thì Grave đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ ở giai đoạn tiền mùa giải khi hưởng lợi từ nhóm trang bị huyền thoại. Nếu combo chuẩn chỉ, Grave dễ dàng kết liễu kẻ địch trong những tình huống đi ganh hơn. Ngoài ra với tình hình hiện tại thì Grave sẽ còn xuất hiện trong cả những trận đấu chuyên nghiệp ở giai đoạn mùa xuân 2021, chứ không chỉ riêng gì những ván xếp hạng này. Thứ tư, Olaf, chiến binh điên cuồng. Olaf nổi tiếng với bộ chiêu thức cho phép hắn ta truy đuổi chủ lực của đối phương đến chết. Những vị tướng kém cơ động di chuyển sai vị trí hoặc bị cô lập khỏi đồng đội. Bên cạnh đó, Olaf có thể tạo ra mối đe dọa cho các pha giao tranh xung quanh các mục tiêu lớn. Thậm chí hắn ta có thể dễ dàng đánh cắp các mục tiêu bằng cách kết hợp combo trừng phạt cộng bầu củi. Về bảng ngọc bổ trợ thì chúng ta sẽ sử dụng chinh phục bên nhánh chính chuẩn xác nhằm bổ sung cho Olaf khả năng gây sát thương cũng như có thể hồi phục. Tiếp theo sẽ là đắc thắng, giúp cho vị tướng của chúng ta nhận lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục mục tiêu. Với huyền thoại tốc độ đánh, Olaf sẽ được gia tăng đáng kể khả năng gây sát thương từ những đòn đánh tay với lượng tốc độ đánh được cộng thêm. Trong khi đó thì chốt trận cuối cùng sẽ gia tăng thêm sát thương khi bản thân còn dưới 60% máu. Chuyển sang nhánh phụ cảm hứng, bước chân màu nhiệm và vận tốc tiếp cận sẽ mang lại cho Olaf công cụ để đi săn hiệu quả hơn. Về mặt trang bị thì Chùy Hấp Huyết, Vũ Điệu Tử Thần và Móng Vuốt Sterak sẽ bổ sung rất nhiều sát thương cũng như điểm hồi kỹ năng để sử dụng chiêu thức được thoải mái hơn. Bên cạnh đó, sức chống chịu cũng được đảm bảo với lượng máu cao. Tóm lại thì Olaf là một trong những vị tướng có thể gank mạnh mẽ ngay từ cấp độ 3 nếu hắn ta có thể nhặt lại dìu từ phóng dìu nhiều lần. Nhưng cần lưu ý một điều rằng nếu đối phương có những tướng hồi phục mạnh, Olaf sẽ khá yếu giai đoạn cuối game bởi không sở hữu ngưỡng sức mạnh tương đồng với những tướng carry địch trong thời điểm này. Thứ năm, Rek'Sai. Thời điểm hiện tại thì Rek'Sai có một sức mạnh đầu game và bộ chiêu thức cực kỳ tuyệt vời, có thể hiệp lực tốt với hầu hết những tướng đi đường đơn. Khả năng kiểm soát đám đông bằng cách sử dụng combo tốc biến cộng trồi lên cung cấp cho người đi đường tiềm năng kết liễu mục tiêu cực lớn và có thể giúp đội vươn lên dẫn trước từ rất sớm.
Với bảng ngọc bổ trợ, chúng ta sẽ lựa chọn điểm ngọc chinh phục bên nhánh chuẩn xác nhằm bổ sung cho Rek'Sai khả năng gây sát thương cũng như có thể hồi phục. Tiếp theo sẽ là đắc thắng, giúp cho vị tướng của chúng ta nhận lại một chút máu sau khi tham gia hạ gục mục tiêu. Với huyền thoại tốc độ đánh, Rek'Sai sẽ được gia tăng đáng kể khả năng gây sát thương từ những đòn đánh tay với lượng tốc độ đánh được cộng thêm. Trong khi nhát chém ân huệ sẽ giúp Rek'Sai kết liễu những con mồi thấp máu một cách gọn gàng. Ở nhánh phụ pháp thuật, áo choàng mây sẽ mang lại cho Rek'Sai một chút tốc độ di chuyển và có thể đi xuyên vật thể. Cuối cùng với thủy thượng phiêu thì vị tướng này nhận được tốc độ di chuyển và gia tăng sát thương mỗi khi đi trên sông. Về mặt trang bị, móng vuốt ám muội, áo choàng bóng tối và dìu đen là những món đồ phù hợp với Rek'Sai. Chúng không những bổ sung sát lực mà còn cung cấp máu và điểm hồi kỹ năng. Những thứ sẽ giúp Rek'Sai tấn công và tiêu diệt con mồi tốt hơn. Tóm lại thì Rek'Sai có khả năng solo mục tiêu tốt đầu game, giúp đồng đội có thêm lợi thế nếu họ có thể kiểm soát được nửa giới bản đồ. Ở cấp độ 6 thì vị tướng này có thể thiết lập các pha băng trụ với chiêu cuối của mình và rút lui an toàn mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của bản thân cũng như đồng đội. Nếu không bị giảm sức mạnh trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các trang bị sát lực, Rek'Sai sẽ tiếp tục vững vàng nằm top đầu của danh sách tướng đi rừng mạnh nhất. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về top 5 những vị tướng đi rừng đáng để các bạn thử trong phiên bản 10.25 của Cà Phê Liên Minh. Nếu bạn nào làm main đi rừng thì hãy chuẩn bị tinh thần làm quen với một meta đầy xáo trộn trong khu rừng Summoner Rift đi nha. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì đó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.